Kính thưa quý vị, trở lại với chương trình Thế sự Thăng Trầm là phần bảo trợ của một nhóm học viên Pháp Luân Công tại Orange County. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị một pháp môn khí công thượng thừa, tu luyện cả thân lẫn tâm với ba tiêu chuẩn chân thiện nhẫn, đó là Pháp Luân Đại Pháp hoặc là Pháp Luân Công. Phương Thanh mời quý vị vào website falundafa.org để có thể biết thêm nhiều chi tiết hơn về pháp môn này. Quý vị cũng có thể vào YouTube bấm chủ đề những người tu luyện Pháp Luân Công đã đạt được kết quả thế nào về thân lẫn tâm của họ. Và quý vị cũng có thể gọi cho anh Andy số điện thoại 714-401-7373, 714-401-7373. Nếu còn thắc mắc gì thêm nữa, Phương Thanh xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị và sự quan tâm của quý vị nữa. Và tiếp nối chương trình, Phương Thanh mời quý vị nghe một bài bình luận với chủ đề Trí thức Việt Nam bất xứng và vô trách nhiệm của tác giả Bằng Phong Đặng Văn Âu. Thưa quý vị, tôi có đầy đủ chứng cứ để phát biểu. Trí thức Việt Nam bất xứng và vô trách nhiệm. Bất xứng vì không thấy chủ nghĩa cộng sản chủ trương, vô gia đình, vô tổ quốc, vô tôn giáo, sẽ tiêu diệt nòi giống nên mới có thành phần trí thức làm tay sai cho Việt Cộng. Vô trách nhiệm vì tách mình ra khỏi cuộc chiến đấu của những người chống cộng và im lặng trước sự phản bội của thành phần làm tay sai cho Việt Cộng. Khi tầng lớp trí thức bất xứng và vô trách nhiệm, thì nòi giống chắc chắn sẽ không còn. Việt Nam Cộng Hòa sụp đổ là vì hàng ngũ trí thức, tầng lớp lãnh đạo tư tưởng quần chúng được ưu đãi nhưng bất xứng và vô trách nhiệm. Sau tháng 4 năm 1975, bộ mặt thật của bọn cầm quyền Việt Cộng đã phơi bày rõ ràng. Trí thức Việt Nam không bị ai đè nén áp bức, nhưng trí thức hoặc trùm chăn hoặc chạy theo xu phụ bọn người tham danh vọng ảo, quyền lực ảo. Tỷ phú Donald Trump đã sớm nhận thấy nước Mỹ đang trên đà tụt dốc bởi những chính trị gia thiếu sự lương thiện, trong sạch. Ông đã nói lên nhận định của ông qua hai lần trả lời cuộc phỏng vấn với ký giả Larry The King và bà Oprah Winfrey từ thế kỷ trước. Đợi mãi không thấy nhà chính trị nào của nước ra tay cứu nước, nên năm 2016 ông mới nhảy vào trường chính trị với mục đích làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại và tát cạn đầm lầy ở Hoa Thịnh Đốn. Ông Trump hành động vì yêu nước, chứ không phải vì là loại chính trị gia cơ hội. Nếu không phải là người tài giỏi xuất chúng, làm sao ông Donald Trump có thể đánh bại 16 ứng viên đầy thành tích trong Đảng Cộng Hòa? Nếu không phải là nhà hùng biện đã chiến thắng các cuộc tranh luận với bà Hillary Clinton, một luật sư từng làm Bộ trưởng Ngoại giao, thượng nghị sĩ đầy mưu mẹo thủ đoạn. Nếu không phải là người vận động tranh cử tài ba và thông minh, thì làm sao ông Trump đoạt được chức tổng thống trước một đối thủ được nhà nước ngầm gồm có Big Media, Big Tech, Big Pharma hợp sức nhau hỗ trợ? Ai đánh giá tổng thống Donald Trump là kẻ bất tài, cho rằng ông Trump thành công là nhờ may mắn, thì người đó thiếu thông minh hoặc mù quáng. Trong 4 năm lãnh đạo nước Mỹ, mặc dù bị Đảng Dân Chủ và những tên phản bội trong Đảng Cộng Hòa chống phá một cách bẩn thỉu, hạ cấp bằng trò vu khống, chụp mũ, Tổng thống Donald Trump đã thực hiện thành công những kế hoạch làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại, như đã cam kết với cử tri, chứ không phải như Tổng thống George H. Bush, tức là ông Bush cha, hứa no new tax, rồi sau đó tăng thuế. Nhất là Tổng thống Donald Trump đã chấm dứt quyền hưởng quy chế tối huệ quốc của Trung Cộng để mang về cho quốc gia hàng trăm tỷ đô la. Tôi đã viết nhiều bài nêu lên thành tích của Tổng thống Donald Trump, không cần phải lặp lại trong bài này. Tôi không phải là người thiểu năng trí tuệ để nhắm mắt ca tụng một nhà lãnh tụ bất tài, chỉ giỏi hứa hẹn với cử tri nhưng hoàn toàn bất lực để giải quyết vấn đề đất nước. Bọn Việt Nam ủng hộ Joe Biden là một lũ ngu nhưng ngoan cố. Đã từng bị nước Tàu đô hộ, đáng lý ra trí thức Việt Nam phải vui mừng vì những biện pháp mà Tổng thống Donald Trump đã làm cho Trung Cộng không thể lợi dụng sự hào hiệp của Mỹ, thì mới xứng đáng là trí thức để được quần chúng trọng vọng. Nếu lãnh tụ các đảng Đại Việt Quốc Dân Đảng có bề dày chống cộng, nay chỉ còn là thứ chậu kiểng, thì ít ra lãnh tụ tập thể chiến sĩ là một khoa học gia vĩ đại, cũng phải biết đường dẫn dắt các chiến hữu dưới quyền thành lập phong trào ủng hộ nhà lãnh đạo của nước Mỹ chống lại tham vọng của Trung Cộng. Nhưng tất cả đều bất động. Phải chăng những vị lãnh tụ ấy cứ bình chân như vậy vì cho rằng việc ông Donald Trump làm là chuyện của nước Mỹ, mình chẳng có trách nhiệm gì cả để hành động? Tôi đã viết nhiều email thỉnh cầu các nhà trí thức trẻ nổi tiếng như luật sư Đinh Việt, khoa học gia Dương Nguyệt Ánh rất có uy tín trong cộng đồng, đứng ra lãnh đạo người Việt tị nạn cộng sản,
thành lập phong trào ủng hộ nhà ái quốc của nước Mỹ đang thực hiện thành công kế hoạch cứu nguy nước Mỹ. Dù cộng đồng Việt Nam tị nạn cộng sản thuộc thiểu số, nhưng với kinh nghiệm mất nước vì mối họa cộng sản, thì tiếng nói của người Việt tị nạn cộng sản sẽ vô cùng có tác dụng đối với quần chúng Hoa Kỳ chưa hề có kinh nghiệm cộng sản. Giáo sư luật Đinh Việt, từng là Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mỹ, là tác giả đạo luật Patriot chống khủng bố. Khoa học gia Dương Nguyệt Ánh được ký giả George Will không tiếc lời ca tụng. Thử hỏi trong hàng ngũ tri thức ở hải ngoại, có ai uy tín hơn giáo sư Đinh Việt, khoa học gia Dương Nguyệt Ánh để lãnh đạo phong trào? Nhưng lời thỉnh cầu của tôi chỉ là tiếng nói trong sa mạc, bởi vì hai nhà tri thức danh tiếng ấy vẫn giữ thái độ im lặng một cách khó hiểu. Chính vì sự im lặng của những nhà trí thức danh tiếng đã giúp cho những phần tử vô lại múa gậy vườn hoang. Tiến sĩ Đinh Xuân Quân ứng dụng vào trường hợp này là chính xác. Tiến sĩ Đinh Xuân Quân kết tội Tổng thống Donald Trump nhục mạ nước Mỹ khi ông Trump ví nước Mỹ giống như quốc gia hạng ba. Đáng lý ra phải có nhà trí thức lên tiếng về cái rốt của tiến sĩ Đinh Xuân Quân và dạy cho ông tiến sĩ này hiểu Tổng thống Donald Trump so sánh nước Mỹ với quốc gia hạng 3 là hãy còn nhân nhượng. Bởi vì ngay cả quốc gia hạng 3 cũng không dựng người chết đã chôn ở nghĩa địa từ nhiều năm, hiện hồn về dương thế bầu cho ứng cử viên gà mờ của Đảng Dân Chủ làm Tổng thống. Chỉ có hạng tiến sĩ như Đinh Xuân Quân thì mới nhắm mắt ủng hộ một nhà lãnh đạo bất tài, bất lực Joe Biden mà thôi. Nếu tri thức im lặng trước cái ngu của Đinh Xuân Quân thì họ cũng chẳng hơn gì ông ta cả. Đạo diễn Song Chi chê Tổng thống Donald Trump rốt, không có kinh nghiệm chính trị, mà các nhà trí thức cũng im tiếng. Nếu quần chúng đặt câu hỏi trí thức trốn ở đâu hết cả rồi, thì cũng đúng thôi. Tôi, một quân nhân không có bằng cấp đại học, đã dạy cho bà Song Chi biết trong lịch sử Việt Nam, có anh Trân Châu tên Đinh Bộ Lĩnh đã dẹp loạn 12 sứ quân để lập lên nhà Đinh. Sở dĩ bọn làm truyền thông ở phố Bôn Sa ra rả hàng ngày bôi nhọ Tổng thống Donald Trump và Hoàng Bách, cùng một vài tên làm báo, làm YouTube, đưa những phần tử vô lại đổ lốt trí thức chê bai Tổng thống Donald Trump là vì sự thụ động, sự trùng trăn của những ông bà trí thức hữu danh vô thực. Nếu nhà trí thức tên tuổi nào nhận thấy tôi nói trí thức Việt Nam bất xứng và vô trách nhiệm, xin quý vị công khai lên tiếng trực tiếp với tôi. Tôi sẵn sàng chứng minh sự bất xứng và vô trách nhiệm của trí thức hải ngoại. Tôi là quân nhân cấp tá, không được xếp vào hàng ngũ trí thức, nhưng với tinh thần trách nhiệm, trọng danh dự, luôn luôn minh danh, lên tiếng chống lại luận điệu của bọn phản động. Với địa chỉ nhà, địa chỉ email, số điện thoại ghi rõ ở mỗi cuối bài viết của tôi để hầu chuyện lịch sự, nghiêm chỉnh, có văn hóa, với bất cứ ai cũng minh danh để thảo luận về vấn đề đất nước. Tôi rất mong mỏi những nhà trí thức như giáo sư Đinh Việt, khoa học gia Dương Nguyệt Ánh hay tiến sĩ Nguyễn Tiến Hưng, tác giả hai bộ sách đồ sộ, Hồ sơ Dinh Độc Lập và Khi Đồng Minh Tháo Chạy, vui lòng chỉ giáo, soi sáng cho tôi, một quân nhân luôn luôn nặng lòng với nòi giống Việt. Tôi không hề có ý coi thường hàng ngũ trí thức, nhưng thực tế cho tôi thấy, trí thức Việt Nam ở hải ngoại không bị cộng sản kìm kẹp, nhưng bất xứng và vô trách nhiệm đối với quê mẹ và đối với quốc gia đã cho chúng ta hưởng sự tự do. Trí thức có bổn phận và nghĩa vụ lãnh đạo tư tưởng quần chúng. Nếu nhà trí thức từ chối chức năng của mình, tỏ ra bất xứng và vô trách nhiệm thì cả dân tộc đều mang mối nhục ngu dốt. Và tác giả Bằng Phong Đặng Văn Âu có để địa chỉ nhà và địa chỉ email cũng như số điện thoại ở cuối bài viết, nhưng mà Phương Thanh nghĩ là không tiện cho số điện thoại cho quý vị. Nếu như quý vị muốn thì có thể gọi riêng, nếu quý vị muốn chuẩn bị có ý kiến gì, hoặc là quý vị có gọi là có một cái giống như là phản đối hoặc là ủng hộ gì thì mà quý vị muốn thì Phương gọi Phương Thanh, Phương sẽ cho số điện thoại của tác giả Bằng Phong để quý vị biết, để quý vị nói chuyện. Và Phương Thanh trước hết là khi mà nhận được cái bài viết này của tác giả Bằng Phong thì Phương Thanh cũng suy nghĩ rất nhiều, tại vì trong này đây là ý kiến, đây là một bài nhận định, một sự phê bình riêng của tác giả Bằng Phong. Phương Thanh đã đọc rất nhiều bài viết của ông, dĩ nhiên quý vị chắc là cũng đọc rất nhiều rồi, và mình phải công nhận rằng ông là một người trực tính, nói thẳng và không sợ bất cứ khi mà ông đã nói thì ông nói thẳng và nói thật, và cũng không sợ người khác, cũng không giấu giếm, và gọi là con người trực tính.
Có nhiều bài viết của ông Phương Thanh rất thích, nhưng mà vì một số vấn đề hạn chế cho nên Phương Thanh không thể đọc lên cho quý vị biết được. Phương Thanh là tuần trước có đọc một bài mà tác giả Bằng Phong phản đối bà Song Chi, cũng gửi cho quý vị rồi. Và hôm nay thì Phương Thanh thấy bài viết này nó rất có giá trị. Giống như thật sự Phương Thanh không dám có ý kiến nhiều, tại vì cái lời nói và cái suy nghĩ của mình nó quá nhỏ bé, không có ảnh hưởng được tới ai và cũng không có gì hết. Nhưng mà Phương Thanh thấy là cái bài viết này Phương Thanh nên gửi đến cho quý vị coi, quý vị nghe. Và ở trong này Phương Thanh cũng xin lỗi tác giả Bằng Phong, là bởi vì có một Phương Thanh không có thay đổi gì những cái ý của trong bài viết này hết. Phương Thanh chỉ có điều là có một có những cái mà cách xưng hô hoặc là với một người mà Phương Thanh nghĩ là Phương Thanh không thể nói giống hệt như là, không phải đọc giống hệt như là tác giả Bằng Phong đã viết ở trong bài, cho nên Phương Thanh phải sửa cho nó nhẹ nhàng đi một chút. Xin lỗi tác giả Bằng Phong, là bởi vì đây là một cái vấn đề mà Phương Thanh, đó là ngoài ý muốn. Và nếu mà quý vị nào có đọc ở trên diễn đàn thì quý vị cũng thấy, thì quý vị sẽ hiểu ngay là tại sao Phương Thanh phải thay đổi như vậy. Nhưng mà cái ý của bài này cũng như tất cả mọi, chỉ có cách xưng hô thay đổi, gọi là cách gọi cái người đó, thì nó hơi Phương Thanh đổi đi cho nó nhẹ nhàng một chút thôi. Và cũng trong cái vấn đề mà hiện nay quý vị biết, những quý vị nào mà hay dùng internet hoặc là trên những diễn đàn, những trang mạng điện tử mà thời sự này kia, quý vị sẽ thấy còn có một chuyện nữa là quý vị biết là bình luận gia Nguyễn Tường Tuấn là một người viết bài ủng hộ Tổng thống Trump. Phương Thanh đã đọc một số bài của tác giả Nguyễn Tường Tuấn mà quý vị đã từng nghe. Hiện nay quý vị mở diễn đàn, mở cái internet ra, những email của mình là quý vị thấy tất cả mọi email đều là có những bản tin nóng hổi, hầu như là những bản tin về chiến tranh của Ukraine hoặc là bản tin mà những người FBI mà đột kích cái dinh thự của Tổng thống Donald Trump, hầu như là đã xếp phía sau vào cái bản tin của tác giả Nguyễn Tường Tuấn. Bình luận gia Nguyễn Tường Tuấn hợp tác với bài đài SBTN để thực hiện một chương trình tiếng nói bảo thủ, nó sốt dẻo hơn nhiều. Rất nhiều khán giả đã gọi cho Phương Thanh đọc, cả đã coi ở trên các diễn cái bài email đó, thì cũng muốn là Phương Thanh phải có ý kiến. Nhưng mà Phương Thanh xin phép quý vị, tại vì để trong một vài ngày nữa Phương Thanh sẽ trả lời quý vị, là và quý vị muốn biết là ý kiến của Phương Thanh như thế nào, thì Phương Thanh sẽ xin phép quý vị để trong một vài ngày nữa để Phương Thanh suy nghĩ cho chín chắn đã, rồi sẽ có trả lời cho quý vị. Và rất tiếc là chương trình hôm nay cũng đã phải chấm dứt rồi. Phương Thanh cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Mời quý vị bấm một nút subscribe và nhấn chuông để có thể tiếp nhận những chương trình mới. Phương Thanh cầu chúc quý vị một đêm ngủ thật bình an và xin kính chào tạm biệt.